Ok, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay, Top 5 sẽ gửi tới các bạn những phiên bản sơn độ cực kỳ đẹp trên mẫu xe Honda Winix. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết trên màn hình ở đây. Và mình quay cận cảnh trực tiếp những mẫu xe này tại Honda Hồng Đức 6 với địa chỉ là 10-10E, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và số điện thoại để các bạn có thể liên hệ nhé, tư vấn trực tiếp là 0799 595 919 của bạn Sang. Các bạn có thể sẽ nhận được những cái tư vấn cụ thể về những mẫu xe này, kết hợp với đó là giá bán cụ thể. Và video ngày hôm nay thì Top 5 sẽ giới thiệu qua một chút đến các bạn những phiên bản sơn độ cực kỳ đẹp này. Sau đó sẽ là chương trình trả góp các bạn nhé. Và giá bán ở thời điểm sau Tết Nguyên đán năm 2021 này, để với những bạn nào ở miền Tây, các bạn quan tâm có thể tham khảo thông qua Honda Hồng Đức. Hiện nay giá bán của các mẫu xe Honda Winix ở các đại lý Honda Hồng Đức ở 3 tỉnh Cần Thơ này, Sóc Trăng này và Hậu Giang đều ngang ngửa và ngang bằng nhau các bạn nha. Dao động cho khoảng từ 42 triệu cho tới cao nhất vào khoảng tầm 46 triệu. Tí mình sẽ gửi tới các bạn những cái giá bán cụ thể trên các phiên bản khác nhau. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản được độ lên cho mình với những cái màu sắc chủ đạo bao gồm màu đỏ này, màu xanh và màu trắng. Các bạn thường gọi cái màu sắc này theo cái thiên hướng, theo cái phong cách của Đông Nghi. Vì Đông Nghi thường thường ấy, anh Đông Nghi thì có những cái màu sắc sơn độ cực kỳ đẹp kiểu như thế này các bạn nha. Với rất nhiều những cái tem xe của những hãng đồ chơi xe máy lớn, ví dụ như là Racing Boy này hay Uma Racing vân vân, rất nhiều. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh trực tiếp ở đây. Và hiện tại cái màu sắc này cũng được rất nhiều anh em quan tâm. Do đó đại lý đã lên cho nó rất là nhiều. Và khi các bạn mua những cái màu sắc sơn độ như này, các bạn đi ngoài đường sẽ không đụng hàng với bất kỳ một ai cả. Các bạn mua về là có thể đi cho luôn. Và các bạn chỉ cần lên một số món đồ chơi nữa, ví dụ như là full titan 100% hay một số những cái vị trí như phần gương này, đèn có thể lên là đèn bi cầu vân vân, cực kỳ ok cho mẫu xe Honda Winix các bạn nha. Kế trong đây là một phiên bản màu đỏ đen nữa. Trước đây mình có một video rất cụ thể chi tiết mình quay cái phiên bản này rồi, với những dòng chữ logo sport rất là nổi trội. Nó đơn giản thôi nhưng nó toát lên một vẻ thể thao phong cách dành riêng cho cá tính của cá nhân của mỗi người các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi luôn những đường kẻ sọc caro, nhìn rất thể thao như những mẫu xe đua mô tô của hãng Honda. Đây các bạn có thể nhìn chi tiết cận cảnh trên màn hình luôn. Hiện nay phiên bản sơn zin cũng có mà sơn độ cũng có. Và đây là một màu sắc đặc biệt mà video ngày hôm nay Top 5 muốn giới thiệu đến các bạn. Một màu sắc xanh rêu kết hợp với đó là những cái mảng màu nhựa được sơn màu xanh nõn chuối tạo điểm nhấn cho xe. Hiện tại cái phiên bản này gần như được thừa hưởng. Nếu các bạn nào quan tâm tới những mẫu xe của Exciter thì các bạn cũng đã biết rồi, những cái phần mảng nhựa được lên cho mình rất đẹp, thiên hướng theo kiểu dòng xe Exciter phiên bản giới hạn ra mắt vào cuối năm 2020 và được bán tiếp tục trong năm 2021 này các bạn nha. Tuy nhiên ở đây là xanh rêu bóng chứ không phải là xanh rêu nhám giống như phiên bản Exciter, nhưng màu sắc này cực kỳ đẹp luôn. Mình nhìn ở ngoài rất đẹp và rất cuốn hút. Các bạn có thể theo dõi ở đây logo Winner này, những mảng màu nhựa ấy được sơn lên cho mình cái màu xanh nõn chuối cực kỳ ok và hấp dẫn. Rất ok các bạn. Hiện nay đại lý cũng đã đưa cái phần đèn xi nhan vào phía bên trong rồi, không còn cảm giác vướng víu gì nữa nên các bạn hoàn toàn có thể ok. Và cái phiên bản này được lên cho mình từ phiên bản thể thao trang bị phanh thường các bạn nhé. Với những bạn nào quan tâm tới những màu sắc sơn độ này, các bạn bỏ ra vào khoảng tầm 3 triệu đến 3,5 triệu là các bạn có thể có cho mình những cái màu sắc sơn độ cực kỳ đẹp ở đây. Như mình nói rồi, không đụng hàng với bất kỳ một ai cả. Đó là một cái điều mà hiện nay Honda Hồng Đức đang làm rất tốt trên những mẫu xe của mình và được anh em ưa chuộng khá nhiều. Tuy nhiên có một chút gì đó là giá bán nó sẽ hơi cao so với khu vực miền Bắc. Tuy nhiên ấy là chấp nhận được cho với một cái mẫu xe Underborn ở phân khúc 105 phân khối ở đây. Nếu để so sánh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Đây, 6 số DOHC các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết trên màn hình luôn. Rất ok mà các bạn. Hiện nay thì giá bán sẽ dao động trong khoảng là 42 triệu 990 nghìn cho phiên bản thể thao trang bị phanh thường. Còn các phiên bản như là Camo đen mờ thể thao phanh ABS giá bán sẽ vào khoảng tầm 46 triệu 490 nghìn. Và cao nhất là phiên bản đường đua HRC sẽ là 46 triệu 990 nghìn. Và đây là một phiên bản màu sắc cũng cực kỳ đẹp nữa. Sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn nha cái nội dung về phần trả góp của mẫu xe Honda Winix. Mình sẽ lấy một ví dụ rất cụ thể và đây mình có đã xin được đại lý luôn này, các bạn có thể theo dõi. Giá xe hiện tại của một phiên bản thể thao trang bị phanh thường là 42 triệu 990 nghìn, các bạn trả trước 0 đồng. Trả trước 0 đồng tức là các bạn không cần tiền, các bạn cũng có thể mua được cái mẫu xe này.
Hiện nay Honda Hồng Đức đang áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0% nữa các bạn nha. Không lãi suất luôn. Góp lãi suất luôn. Lên ấy, số tiền các bạn nợ lại, ví dụ như nợ lại rất nhiều đây là 42 triệu toàn bộ nhá, giá trị của xe 42 triệu 990 nghìn. Các bạn trả trong vòng 6 tháng thì mỗi tháng các bạn phải trả là 7 triệu 650 nghìn. 9 tháng các bạn phải trả mỗi tháng là 5 triệu 104 nghìn. Và 12 tháng các bạn trả mỗi tháng là 3 triệu 831 nghìn. Cái số tiền chênh lệch ở đây là số tiền chênh lệch các bạn phải trả tiền thu hộ này, tiền bảo hiểm cho vay thôi. Nó cũng không đáng là bao nhiêu cả, chỉ chênh lên khoảng tầm từ 1 đến 1,5 triệu. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình nha. Một cái màu sắc rất là ok, rất là hấp dẫn của mẫu xe Honda Winix phiên bản màu xanh cam rất đẹp ở đây. Và hiện nay khi các bạn mua ấy, theo hình thức trả góp như thế này thì các bạn chỉ cần mang theo giấy tờ là chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu hoặc chứng minh thư nhân dân bằng lái. Đó là hai cái nội dung mình muốn chia sẻ thêm với các bạn. Ngoài ra thì hiện nay Honda Hồng Đức đang áp dụng rất nhiều những chương trình khuyến mại, đặc biệt là ở thời điểm hiện nay vẫn đang còn chương trình là hái lộc nhận lì xì lên tới 1 triệu đồng khi các bạn đến mua xe tại đại lý các bạn nha. Chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2021 và hiện nay duy nhất chỉ có Honda Hồng Đức đang áp dụng chương trình trả không đồng, trả trước không đồng và lãi suất 0%. Còn lại các lý khác trên toàn quốc vẫn đang áp dụng những chương trình trả góp với lãi suất khác nhau nên mình có thể tham khảo thêm các bạn như vậy. Giá bán nó có cao hơn một chút so với miền Bắc, tuy nhiên ý, bù lại thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều những chương trình khuyến mại, ví dụ như trả góp không đồng, trả góp 0% hoặc trả trước không đồng. Tức là các bạn không cần tiền, các bạn vẫn có thể mua xe được. Hoặc các bạn không cần phải lãi suất, chỉ mất thêm tiền bảo hiểm cho vay và tiền thu hộ thôi. Nó cũng rất là nhỏ thôi các bạn nhé, nhỏ thôi, không đáng là bao nhiêu cả. Nên các bạn có thể yên tâm, lưu ý, lưu tâm cho mình thông qua video ngày hôm nay là như vậy. Và đó là một số những nội dung thỏa theo yêu cầu của mọi người. Mình đã quay cận cảnh trực tiếp những mẫu xe Honda Winix sơn độ tại Honda Hồng Đức 6 với địa chỉ là 10E, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và số điện thoại như mình nói rồi, liên hệ cụ thể các bạn sẽ liên hệ với bạn Sang với số điện thoại là 0799595919 các bạn nha. Sẽ được tư vấn cụ thể để các bạn, và hiện nay còn rất nhiều những phiên bản sơn độ khác nhau nữa, đẹp nữa để anh em có thể tham khảo một cách chi tiết. Mình sẽ, các bạn cứ liên hệ đi, sẽ được tư vấn cụ thể hơn gửi đến các bạn nha. Rồi, đó là một số nội dung như vậy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay ý, các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5. Và Top 5 xin hứa sẽ gửi tới các bạn những cái nội dung hay hơn, chất lượng hơn ở những video tiếp theo, đặc biệt là những mẫu xe sơn độ, ví dụ những mẫu xe tại Honda Hồng Đức ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.